Ở đây mình có một cái đồ dùng để mà làm lạnh nước khi mình đi di chuyển ngoài đường. Cái này rất là nhiều bạn mà chê mình là xấu, nhưng mà mình cảm thấy mình rất là thích, tại vì nó rất là tiện khi mình đi ra đường. Ví dụ như mình đang ở trên đường mà mình cầm chai nước là mình uống trời nắng á, trên cao tốc thì nó không có nước nước lạnh cho mình. Mà này nó rất là tiện, mình chỉ cần nè, cần ấn cái nhà mình vô đây là nó đã. Nó rất là tiện nè các bạn, rất tiện. Mình chỉ cần ấn cái này vô đây, vô cái khớp vô. Đây, ấn vô cái là nó đã vô, chỉ cần không mở ra cái này là bạn đã có thể để được cái nước suối vô. 15 phút sau nước nước suối sẽ lạnh. Còn khi nào bạn không thích xài nữa, thì bạn có thể gặp nó lại, hãy gặp nó lại. Đó. Bạn chỉ cần ấn cái là bạn có thể lấy ra được. Bạn cất. Bây giờ mình sẽ giới thiệu.